Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy nhằm một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa và họ dò xét người. Người nhận thấy các những kẻ được mời tròn chỗ nhất nên nói với họ dụ ngôn này rằng: khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi. Và rồi chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy đến nói với ngươi rằng: xin ông nhường chỗ cho người này. Bây giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: hỡi bạn, xin mời bạn lên trên. Bây giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Đó là lời Chúa. Hễ ai nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Trọng kính cha quản sứ, kính thưa cộng đoàn, xét về tội kiêu ngạo và nhân đức khiêm nhường, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng được nghe giảng dạy rất nhiều. Và vì thế hôm nay thiết tưởng chúng ta không lý luận dài dòng về hai cái điểm này, mà chúng ta chỉ nêu lên hai trường hợp điển hình với những hệ quả lớn lao, đặc biệt kết hợp với tấm gương của Thánh Carolo mà chúng ta mừng lễ hôm nay, để rồi chúng ta xác tín và nhất là áp dụng trong cuộc sống của mình. Trước hết về tội kiêu ngạo, chúng ta đã thừa biết Lucifer vốn là một thiên thần, cũng là một trong những thù tào Chúa dựng nên, nhưng một thù tào đặc biệt được Chúa ban cho nhiều ơn hơn hết, và dĩ nhiên cũng huy hoàng sáng láng hơn hết. Và có lẽ vì nhiều đặc ân như thế nên Lucifer đã sinh lòng kiêu ngạo, là thù tào của Chúa, mà bây giờ không muốn tùy thuộc Chúa nữa, muốn ngang hàng với Chúa, muốn tự lập. Và chính vì cái tội kiêu ngạo đó, vì nhắc mình lên cao quá nên đã bị Chúa hạ bệ xuống thấp thẳm sâu dưới tầng đáy hỏa ngục làm ma quỷ. Ngược lại, Đức Trinh Nữ Maria vốn được Chúa chọn làm mẹ của Đấng Cứu Thế, thế nhưng trước lời sứ thần truyền tin, Maria không tự hào về cái ơn gọi cao cả mà bao người phụ nữ Do Thái thời đó ước mong. Mẹ chỉ thưa: tôi chỉ là tôi tá của Chúa thôi, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Và chính thái độ khiêm nhường thẳm sâu của mẹ, mẹ đã được Chúa nhắc lên cao, không phải chỉ được ơn làm mẹ của Thiên Chúa mà còn bao đặc ân khác cả thế gian này duy chỉ một mình mẹ có được mà thôi. Theo tấm gương của Đức Maria, Thánh Giám Mục Carolo cũng sống đức khiêm tốn như thế. Ngài vốn xuất thân từ một dòng tộc quý phái có ưu thế ở thành phố Milan lúc đấy, và nhất là xét về mặt đạo, ngài là cháu của người bác là Đức Giáo Hoàng De Medici với tước hiệu Pio thứ tư. Thế nhưng ngài không vì cái địa vị cao cả của mình ở mặt đời cũng như về mặt đạo để sống tinh thần huynh hoang tự đắc. Ngược lại, ngài sống rất khiêm tốn.
để thể hiện sự khiêm tốn đó của Ngài. Trong vấn đề ăn uống, Ngài không ăn những thức ăn của bậc cao cả như Ngài là giám mục, mà Ngài chủ trương ăn chay hãm mình. Rồi trang phục của Ngài dĩ nhiên cùng mặc xứng đáng cho một giám mục, nhưng Ngài không tìm mua và sắm những thứ sang trọng lộng lẫy xứng với chức vụ giám mục và quý phái của Ngài. Ngài chọn những loại vải, những thứ đồ rất là bình dân. Để nhờ lối sống rất bình dân, Ngài có thể tiếp cận được với những người nghèo hèn. Và một biểu hiện vào thế kỷ của Ngài 16 đang sống xảy ra tại Milan, một trận dịch và một nạn đói khủng khiếp đến mức các giới chức dân sự sợ bị lây nhiễm và cũng sợ mình phải có trách nhiệm đối với dân nghèo. Họ đã tìm đường rút lui, chạy trốn qua các thành phố khác. Riêng Ngài, Ngài không nghĩ vậy. Ngài can đảm ở lại trong chức vụ giám mục Milan của Ngài. Và hơn thế, Ngài quan tâm đặc biệt đến những người bị bệnh, những người nghèo khổ. Trong hành thánh ghi lại, một ngày Ngài phải giúp đỡ từ 60.000 đến 70.000 người. Tiền đâu ra? Tất cả những gì Ngài có, ngay cả những đồ của Ngài không cần thiết, Ngài cũng bán lấy tiền. Chưa đủ, Ngài cũng vay mượn người khác, mà mãi đến nhiều năm sau, Ngài mới có thể trả dần được hết số nợ đã vay để giúp đỡ cho những người nghèo khổ thời đó. Và chính nhờ đời sống khiêm tốn thẳm sâu của Ngài theo gương Đức Maria, Ngài cũng được Chúa cất nhắc nên làm thánh mà chúng ta mừng hôm nay. Xin Chúa cũng giúp cho chúng ta tất cả mọi người sống ở đời thường bị lôi cuốn, thường bị cám dỗ theo cái tự ái của mình, muốn huân hoang, muốn tự đắc, muốn hơn tất cả những người khác, nghĩa là sinh lòng kiêu ngạo. Xin Chúa giúp chúng ta theo gương Đức Maria cũng như Thánh Carolo mà chúng ta mừng lễ hôm nay, sống khiêm tốn để hết cuộc đời này chúng ta cũng được Chúa cất nhắc, không phải những địa vị cao cả như Thánh Carolo, như Đức Maria, mà ít là được vào nước thiên đàng bên Chúa. Amen.